Chào quý vị. Hồi nãy Ly vừa đọc một cái comment. Con xin chào bác, bà Nghĩa Nguyễn. Hôm nay thì tiếng Ly hơi Ly cứ bây giờ cứ đi chạy về là tắt tiếng. Hồi trước thường là uống mật ong ngâm với chanh, nhưng mà giờ hết mật ong rồi cho nên tiếng nó nặng. Mong quý vị bỏ qua. Con chào bác bá Nghĩa Nguyễn. Bác tưởng con nói bác nhưng mà không phải đâu. Dạ thưa bác, đó là một cái nick có tên là Bá Nguyễn. Bá Nguyễn chửi con, vô comment chửi con. Chứ con không nói là bác, là Bá Nghĩa Nguyễn. Con mong bác hiểu rõ cho và hiểu cho con không phải nói bác, con quen tên bác lâu rồi. Con xin nhắc lại cái người mà con nói là Bá Nguyễn chứ không phải là Bá Nghĩa Nguyễn, bác là Bá Nghĩa Nguyễn. Dạ bây giờ con mời bác với mời mọi người nghe cái bài về luật 10 năm 9 của tên Tam Đại Việt Gian, tên con chiên Ngô Đình Diệm. Cái luật 10 năm 9 á, thì nhiều người biết nhưng mà chỉ nghe thôi. Hôm nay thì Ly sẽ đọc. Và cái bài này được đăng trên Wikipedia .org, cho nên bài này là một bài mà không ai xuyên tạc, không người ta đăng rất là trung dung. Thưa quý vị, mời quý vị nghe về luật 10 năm 9 ạ. Tiếng Ly hơi bị nặng lắm. Luật 10 năm 9 là một đạo luật do chế độ Việt Nam Cộng Hòa ban hành ngày 6 tháng 5 năm 1959, quy định việc tổ chức các tòa án quân sự đặc biệt nhằm xét xử trong 3 ngày các tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Luật không nêu cụ thể đối tượng mà bộ luật này nhắm đến, nhưng trên thực tế thì luật này xử đa số là những đảng viên cộng sản, những cán bộ cách mạng từng kháng chiến chống Pháp trong hàng ngũ Việt Minh. Và ở đây người ta có chụp cái luật đó đó quý vị nè, nguyên văn cái đây đấy là nguyên văn cái luật ra có đó. Đó là họ có chụp làm mẫu thôi quý vị. Mời quý vị nghe tiếp ạ. Máy chém từng được sử dụng làm công cụ hành quyết nhiều phạm nhân bị kết án theo luật này. Một số thông tin trên blog mạng xã hội cho rằng ông Hoàng Lê Kha là người duy nhất bị chế độ Việt Nam Cộng Hòa xử tử bằng máy chém. Liệt sĩ Hoàng Lê Kha mà Ly có nhắc rồi đó quý vị. Nhưng thực ra trường hợp ông Kha chỉ là một trong hàng ngàn người bị chém đầu trong thời kỳ này. Theo quan điểm của John Winani, chỉ tính riêng từ năm 1957 tới năm 1959 đã có hơn 2.000 người bị Việt Nam Cộng Hòa hành quyết vì bị tình nghi là cộng sản. Giết nhầm hơn bỏ sót, mà quý vị chỉ nghi là giết thôi. Và đây là một cái quan điểm của một ông người nước ngoài nhé. Thường là bằng máy chém sau khi bị kết tội bởi những tòa án lưu động theo bộ luật này. Và đây là chiếc máy chém thưa quý vị. Chiếc máy chém ở dưới là cái một cái như cái khay để đựng đầu. Dưới là một cái khay đựng đầu. Và Ly đi vô bảo tàng chứng tích chiến tranh thì người ta giới thiệu là riêng cái lưỡi dao là nặng 70 kg thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên Ngô Đình Diệm được xếp thứ 78 trong một cuốn sách là của một tác giả người nước ngoài là 100 tên độc tài tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại, 100 bạo chúa. Ly đọc tiếp ạ. Năm 1958, Mỹ tăng cường viện trợ về tài chính và vũ khí, nên chế độ Việt Nam Cộng Hòa được củng cố, quân đội Việt Nam Cộng Hòa
thực hiện nhiều cuộc rà soát với mục đích bắt giữ những thành viên từng tham gia kháng chiến chống Pháp của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được gọi chung với cái tên là Việt Minh, là đối thủ cũ của Pháp và quốc gia Việt Nam, tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa. Tuy chiếm ưu thế, nhưng Việt Nam Cộng Hòa đang gặp thách thức nghiêm trọng. Trên chiến trường, những thành viên cũ của lực lượng Việt Minh không chỉ hoạt động để tự vệ, mà nhiều nhóm đã dần tập hợp lại thành tổ chức có quy mô tiểu đội, trung đội, đại đội, thuộc sự lãnh đạo của các tỉnh ủy hoặc xứ ủy Nam Bộ. Những nhóm này bắt đầu thực hiện những cuộc tấn công vào lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại nhiều nơi. Năm 1957, Việt Minh bắt đầu thực hiện chiến dịch ám sát các viên chức Việt Nam Cộng Hòa. Điều này giải thích vì sao đầu năm 1959, trong khi hô hào Bắc tiến, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lại tuyên bố đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh, tức là vào tháng 3 năm 1959. Thực ra thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa rất muốn Bắc tiến. Họ cứ nói là miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, nhưng họ thực sự họ rất muốn Bắc tiến, nhưng mà lực bất tòng tâm thôi quý vị. Tháng 4 năm 1959, Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa thông qua luật số 91. Luật ấy được ban hành ngày 6 tháng 5 năm 1959, mang tên Luật 1059 về thành lập các tòa án quân sự đặc biệt. Theo Luật 1059, bản án chỉ có hai mức: tử hình cho các tội cố sát, đầu độc hay bắt cóc, phá hoại cơ sở hạ tầng, nhà cửa, mồ mả, hầm mỏ, phương tiện vận chuyển, hoặc là khổ sai, chung thân với các tội cướp có khí giới, hoặc từ hai người trở lên cản trở giao thông bằng cách khủng bố, đe dọa giết người, ám sát, phá phiên chợ hay ngăn cản không cho họp chợ. Những người gia nhập một tổ chức hoặc giao kết với nhau để giúp đỡ, chuẩn bị hoặc thực hiện những hành vi vừa kể cũng sẽ chịu hình phạt như thủ phạm. Bộ trưởng Quốc phòng có thể ra lệnh có viện dẫn lý do để đưa bị can ra tòa án quân sự đặc biệt xét xử, không cần thẩm cứu. Tòa án quân sự đặc biệt sẽ nhóm họp để xét xử trong thời hạn là 3 ngày. Sau khi nhận được lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng, tòa án quân sự đặc biệt xử chung thẩm và án văn không được thượng tố lên tòa phá án. Trong trường hợp xử tử hình, án văn chỉ được thi hành sau khi đơn xin ân xá bị bác bỏ. Việc hành quyết những người bị kết tội ban đầu được thực hiện bằng máy chém với mục đích là răn đe, gây khiếp sợ cho những người cộng sản. Cũng với mục đích này, chính phủ Ngô Đình Diệm đặt máy chém giữa các chợ Trung Hòa, Tân An Hội, Củ Chi, kèm theo lời đe dọa ai liên quan đến Cộng sản sẽ mất đầu. Nhiều vụ xử chém của Việt Nam Cộng Hòa được diễn ra công khai trước dân chúng, đầu phạm nhân được bêu để thị uy. Theo The Sai Times, Singapore, ngày 24 tháng 7 năm 1959, có bài viết tường thuật cảnh 1.000 người dân xem xử chém công khai ở Sài Gòn. Báo Buổi Sáng Sài Gòn ngày 12 tháng 10 năm 1959 có đăng ảnh máy chém kèm chú thích: đây là chiếc máy chém đã chặt đầu tên Cộng sản Võ Song Nhơn ngay lập tức sau khi tòa tuyên án. 3 ngày sau, Báo Buổi Sáng Sài Gòn ngày 15 tháng 10 năm 1959 có đăng tin, đăng như sau: theo một phán quyết của phiên xử vắng mặt của Tòa án Quân sự Đặc biệt ngày 2 tháng 10, Nguyễn Văn Lép, tức Tư Út Lép, một Việt Cộng, đã bị tuyên án tử hình. Cách đây một tuần, Lép đã bị sa vào lưới của cảnh sát trong một khu rừng ở Tây Ninh. Bản án tử hình đã được thi hành. Hiện đầu và gan của tên tử tù đã được hội đồng xã Hào Đức cho đem bêu trước dân chúng. Ly đọc lại đoạn này để quý vị thấy cái độ dã man của chế độ Diệm. Hiện đầu và gan của tên tử tù đã được hội đồng xã Hào Đức cho đem bêu trước dân chúng. Làm chặt đầu xong mổ bụng moi gan đem bêu ra giữa ấy để thị uy dân chúng. Xã Hảo Đức là thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, thưa quý vị.
Và ông Hoàng Lê Kha cũng bị chặt đầu ở Tây Ninh, liệt sĩ Hoàng Lê Kha. Và ngày nay cái tên Hoàng Lê Kha được đặt cho một cái trường cấp 3 ở tỉnh Tây Ninh. Tờ Công Báo phát hành tại Sài Gòn ngày 23 tháng 5 năm 1962 thông báo việc xử bằng máy chém diễn ra công khai bằng hàng tiếp cỡ lớn, 4 án tử hình, một giáo sư, một học sinh, một cựu binh nhì và một vô nghề nghiệp sẽ bị đoạn đầu bằng máy chém. Chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức những đội vũ trang có nhiệm vụ chống cộng đưa về các địa phương. Các đội này hoạt động rất tích cực và dùng nhiều biện pháp giết nhiều người bị lên án. Cho đến năm 1959, ở Củ Chi đã có 500 người bị moi gan mổ bụng, 600 người bị dồn vào bao bố, cột đá dìm xuống sông, 150 người bị buộc vào sau xe ô tô, kéo trên đường đá. Toàn bộ số cán bộ ở Củ Chi bị bắt và bị giết lên đến 75%. Ly đọc lại cho quý vị nghe cái độ dã man nha quý vị. Cho đến năm 1959 ở Củ Chi đã có 500 người bị moi gan mổ bụng, 600 người bị dồn vào bao bố, cột đá dìm xuống sông, 150 người bị buộc vào sau xe ô tô, kéo trên đường đá. Toàn bộ số cán bộ ở Củ Chi bị bắt và bị giết đến 75%. Và đó là lý do tại sao có tên là Củ Chi đất thép thành đồng đó quý vị. Hồi xưa hồi còn bé Ly thường đi coi phim mà phim chiếu màn ảnh rộng đó quý vị. Ly nhớ một bộ phim có tên là Đứa con người lính. Thì người lính thì người con này là có một người cha đi bộ đội mà đi bộ đội cho Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà ta cài người của ta cài vào. Thì đứa con thì được miễn qua đi bộ đội nhưng mà đang sinh viên nhưng mà sau đó là viết một lá thư nhét vô cửa cho mẹ xong rồi đi đăng ký đi ra đi bộ đội. Thì sau đó là giặc nó biết được là cái người con này là có cha là làm trong quân đội nhưng mà họ nghi ngờ. Họ không tin người cha cho nên họ họ bắt người con và họ giao cho người cha thẩm vấn. Thì trong lúc hai cha con thẩm vấn ở phòng này thì phòng bên kia là bọn giặc ngồi nghe. Thì người cha biết như vậy cho nên người cha thẩm vấn cũng rất là gọi là đúng mực. Thì sau đó là không khai thác được gì cho nên bọn giặc nó đưa người con tức là một người bộ đội giải phóng đó là buộc đằng sau một cái xe tải và cho xe chạy rất là mạnh trên những cái con đường có đá lổm chổm và cái người lính này thì bị quăng quật cho đến chết mà Ly coi bộ phim đó Ly khóc mà Ly nhớ tới giờ. Đó bộ phim có tên là Đứa con người lính. Mời quý vị đọc tiếp. Sau này, Robert McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ghi trong hồi ký, ông ghi nè, nhìn lại quá khứ, tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam như sau. Ngày 6 tháng 5 năm 1959, Diệm đã ký luật 10 năm 9, mỉa mai là ông ta như thể đã khôi phục lại phương cách của các ông chủ thuộc địa người Pháp. Từng thực thi, tức là ngày xưa người những cái chiếc máy chém mà Diệm sử dụng là của người Pháp để lại thưa quý vị. Cái đã mở đầu kỷ nguyên của những cái chết bằng cách chặt đầu. Lính của ông Diệm đi đến các vùng nông thôn với những chiếc máy chém cơ động và những cái sàn để đi tìm những người cộng sản. Đó là lời của ông McNamara. Trong một cuốn sách khác, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đã tả lại một vụ chặt đầu mà ông từng chứng kiến như sau. Chính phủ Diệm đã có nhiều vụ hành quyết, rất nhiều người ở phương Tây phủ nhận điều đó đã xảy ra, nhưng ông Diệm không che giấu bất kỳ cảm xúc nào về chuyện đó. Họ thông báo công khai các vụ hành quyết và có những bức ảnh trong các bài báo chụp những chiếc đầu người bị cắt rời bởi máy chém. Mọi chuyện đều vì mục đích dọa người dân không tham gia vào các cuộc nổi dậy chống lại ông Diệm. Vào năm 1959,
Tôi đã đi vòng quanh với các nhóm làm bản đồ. Ở đó có các tiền đồn của quân đội, nơi mà họ đã chặt đầu nhanh chóng những người mà họ cho là cộng sản. Họ treo những chiếc đầu người vào ngay trước cổng tiền đồn của họ, đôi khi với hai điếu thuốc lá cắm lên mũi. Họ thậm chí còn mời mọi người chụp ảnh điều đó. Những binh lính đó rất tự hào về hành động của bản thân. Tức là những người này hầu hết là theo đạo Chúa, và cho họ cho rằng việc chặt đầu như vậy là đang làm vinh danh Chúa đó quý vị. Sử gia Miller mô tả tổng quát về luật 10 năm 9 trong cuốn sách Liên minh sai lầm Ngô Đình Diệm Hoa Kỳ và một số phận Việt Nam, Nam Việt Nam như sau. Luật 10 năm 9 đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến thuật đàn áp của chế độ Diệm. Theo quyết định bị chỉ trích nhiều về việc xử tử hình với Ba Cụt, thủ lĩnh của nhóm nổi loạn theo Phật giáo Hòa Hảo. Vào năm 1956, ông Diệm đã chuyển hướng từ tử hình sang tù chính trị. Nhưng với quyết định thông qua về luật 10 năm 9, ông Diệm đã quay lại sử dụng tử hình như là sự đe dọa tới đối phương. Đại sứ quán Mỹ đã nói, chính phủ đã ban bố luật như là một tín hiệu của một sự quyết định mới. Việt Cộng sẽ không được sự khoan dung nào. Số người bị xử tử dưới luật 10 năm 9 vẫn còn là một ẩn số, nhưng những bằng chứng đã có cho thấy rằng tổng số người bị xử tử thấp hơn nhiều so với những con số của các nhà phê bình chế độ sau này. Lý xin lỗi. Thay vì sử dụng luật này để xử tử hàng loạt, ông Diệm sắp xếp cho những tòa án quân đội di động để kết tội một con số nhỏ những người bị buộc tội là cộng sản, cái đã dẫn tới một loạt buổi xét xử công khai. Theo ông Diệm, đó là một sự hạn chế đã được chuẩn bị chu đáo, cái có thể chứng minh cho sự quyết đoán về chuyện trừng phạt đối phương mà không cần hủy đi công sức xây dựng, sự hỗ trợ từ người dân. Nhưng mà sự ảnh hưởng về tâm lý của luật này đã diễn ra rất khác so với cách ông Diệm mong muốn. Trước kia, đa số những án tử hình của Việt Nam Cộng Hòa diễn ra trên đảo Côn Sơn, nơi không thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng luật 10 năm 9 đã tạo ra mâu thuẫn khi những án xử này diễn ra ở trung tâm thành phố hay làng mạc nơi có các tòa án di động. Động thái này đã tăng cường sự suy nghĩ của công chúng về việc sự đàn áp của chính phủ đã trở nên hà khắc hơn. Hình ảnh một chế độ khát máu đã trở nên gần hơn khi mà chính phủ quyết định tiếp tục các sự thực hành của chế độ thực dân. Tức là Diệm cũng chẳng khác nào chế độ thực dân Pháp, thưa quý vị. Những thành viên của tòa án đem một phiên bản di động của cái máy tàn nhẫn đó với họ khắp nơi trên đất nước, một chi tiết mà các tuyên truyền viên của người Cộng sản không thể thất bại trong việc nhấn mạnh trong các bản tố cáo về tòa án. Phản ứng của những người kháng chiến, có những cuộc biểu tình, người biểu tình mang xác người bị hành quyết đến trụ sở tỉnh để phản đối. Sài Gòn buộc phải đối thoại với đoàn biểu tình, sau đó chấp nhận xin lỗi, bồi thường và tuyên truyền công tác những nhân viên chính phủ có liên quan. Những cuộc đấu tranh chống lại luật 10 năm 9 được tổ chức khá chặt chẽ. Phụ nữ tổ chức thành đội ra giáp mặt với địch, thiếu nhi phụ lão ở nhà lo việc hậu cần và lo tang lễ cho gia đình người bị hại. Thanh niên không ra mặt để tránh bị bắt thi hành nghĩa vụ quân sự và lo đảm đương các công việc nặng khác. Ngoài đội đấu tranh thực trực diện, còn có đội dự bị sẵn sàng thay thế hoặc tiếp viện. Chờ ly xíu nhé quý vị. Đấy là ly đọc cái bài hết rồi thưa quý vị.
À, kính chào quý vị ạ.